Kinh Ư Bà Tát Giới, quyển 6, phẩm 22, năm giới. Thiện sanh bạch Phật. Bạch Đức Thế Tôn, những người nào được tam quy và những người nào không được tam quy? Phật dạy: Này thì Nam, những người tin nhân, tin quả, tin về đạo lý chân thật, tin mình có thể được chánh đạo thì được tam quy. Những người chí tâm, niềm tin không thối chuyển, gần gũi tam bảo, nghe lời chỉ dạy của bạn tốt thì được tam quy. Giới Ưu Bà Tát cũng vậy. Nếu có khả năng quán, giới Ưu Bà Tát có nhiều công đức, phước báo và được diệt được vô lượng pháp ác. Chúng sanh vô số thọ khổ cũng như vậy, khó được làm thân người, dù được làm thân người, khó đủ các căn, dù đủ các căn, khó có được tính tâm, dù được tính tâm, khó gặp bạn lành, dù gặp bạn lành, khó được tự tại, dù được tự tại, dân các pháp vô thường. Ta này nếu tạo ác nghiệp, do nghiệp ác này mà thân tâm thọ quả báo xấu trong hai đời. Vì nhân duyên ấy, hệ thân khẩu ý làm ác là kẻ thù của ta. Giả sử ba nghiệp tạo ác mà không mắc quả báo, thì những nghiệp ác ở hiện tại cũng không nên làm. Trong hiện tại, ba nghiệp ác sanh sắc thọ tưởng hành thức ác. Khi chết sanh hối hận, vì sao vì nhân duyên ấy, ta thọ tam quy và tám trai giới, để xa lìa tất cả nghiệp ác và bất thiện. Người trí nên quán giới có hai loại: giới thế gian, giới đệ nhất nghĩa. Nó không nương nơi tam bảo mà thọ giới, gọi là giới thế gian. Giới ấy không bền chắc, như màn vẽ không có keo. Do vậy, ta trước quy y tam bảo, sau mới thọ giới, hoặc là giới trọn đời, hoặc trọn chỉ trong một ngày, một đêm. Đó là pháp tám trai giới của Ưu Bà Tát. Thế là pháp thế gian thì không thể phá trừ được các nghiệp ác ở đời trước, còn thọ tam quy giới thì phá trừ được, dù tạo tội lớn cũng không mất giới, vì chịu oai lực của giới. Hai người cùng tạo tội ác, một người thọ giới, một người không thọ giới, thì người đã thọ giới tội nặng hơn, còn người chưa thọ giới tội nhẹ hơn. Vì phá bỏ lời dạy của Phật, tội có hai loại: tánh trọng, giá trọng. Hai tội ấy lại có nặng nhẹ, và có người tội nặng lại tạo nhẹ, có người tội nhẹ lại mà tạo nặng. Như ương quật ma thọ giới thế gian, rồng y la bát thọ giới đệ nhất nghĩa. Ương quật ma la phá tánh trọng nên không tội nặng, rồng y la bát phá hoại giá chế nên bị tội nặng. Vì thế có người tội nặng thành nhẹ, tội nhẹ thành nặng. Do vậy không nên cho giới đồng, phước báo cũng giống như nhau. Giới thế gian cũng có không giết hại, không trộm cắp. Giới đệ nhất nghĩa cũng không giết hại, không trộm cắp, cho đến không uống rượu cũng như vậy. Giới thế gian nguồn gốc của nó không thanh tịnh, sau khi thọ rồi sẽ không thanh tịnh, nên khi thực hành không thanh tịnh, giác quán không thanh tịnh, tâm niệm không thanh tịnh, phước báo không thanh tịnh, nên không gọi là giới đệ nhất nghĩa, chỉ gọi là giới thế gian. Do vậy, ta thọ đầy đủ giới đệ nhất nghĩa. Này thì Nam, chúng sanh đời sau thân cao 8 trượng, tuổi thọ có 84.000 năm, lúc ấy mới thọ giới. Nay trong nay hôm hoặc nay trong đời sau ác, nếu có người thọ giới thì phước báo hai người bằng nhau, vì ba thiện căn bình đẳng. Và có thuyết nói, nếu giết hại thân mạng sẽ được đắc giới. Người ấy không đúng gì sao? Vì hễ là giới cấm, vì thì với tất cả loài vật đáng giết đều không được giết. Loài vật đáng giết mà không được giết nhiều đến vô lượng vô biên, phước báo của giới cũng vô lượng vô biên như vậy. Này thì Nam, trong tất cả sự bố thí sự không sợ hãi là thứ nhất. Vì thế, Như Lai mới nói rộng năm thứ bố thí, tức là năm giới. Năm giới như vậy làm cho chúng sanh xa năm điều lo sợ. Năm thứ bố thí ấy rất dễ tu hành, rất tự tại, không chướng ngại và không tốn kém tài vật mà được phước báo vô lượng vô biên. Xa lìa năm thứ bố thí ấy, không thể chứng được quả Tu Đà Hoàn, cho đến quả vị chánh đẳng chánh giác vô thượng.
Này thiện nam, nếu người nào tỏ giới rồi nên biết người ấy được các vị trời người cung kính ủng hộ, được danh tiếng rộng khắp, dù có gặp cảnh xấu ác, tâm không ưu buồn, chúng sanh thích gần gũi, ưa đến nương tựa, con của trưởng giả các cô độc, mặc dù vì 8.000 đồng tiền vàng mà thọ giới cũng được phước báo vô lượng công đức. Này thì nam, vì tài vật mà thọ giới còn được lợi ích, huống là có người chí tâm vì pháp giải thoát mà không được phước báo sao? Này thì nam, có năm pháp lành bao quanh các giới ấy, luôn làm cho giới tăng trưởng như nước sông Hằng. Năm pháp ấy là: một, tâm tư; tâm từ; hai, tâm bi; ba, tâm hỷ; bốn, nhẫn nhục; năm, lòng tin. Nó làm cho người đó có khả năng phá trừ tà kiến sâu dày, tâm không nghi ngờ, đầy đủ chánh niệm, tu tập thanh tịnh, cội gốc cũng thanh tịnh, xa lìa những giác quán xấu. Này thì nam, nếu người nào có khả năng xa lìa năm điều ác gọi là thọ giới thì xa lìa được tất cả điều ác của thân khẩu ý. Nếu có người nào đó nói xa lìa năm giới này rồi cũng có thể thoát khỏi sanh tử thì nghĩa này không có lý. Này thì nam, nếu người nào muốn việc biển khổ sanh tử thì nên chí tâm thọ trì năm giới. Trong năm giới này có bốn giới đời sau thành vô tác giới, chỉ vì lòng ái nhiễm khó đoạn trừ đến nay nên phải không thành, do nhân duyên trói buộc nơi dâm dục. Vậy nên chí tâm cẩn thận không buông lung. Nếu có thuyết nói lại có số lượng pháp rất nặng, chư Phật trong quá khứ vì nhân duyên gì không ngăn cấm mà chỉ ngăn cấm không uống rượu? Này thì nam, do uống rượu tâm không còn biết hổ thẹn, đối với ba đường dữ không còn biết lo sợ vì nhân duyên ấy nên không thọ được giới bốn giới kia. Do vậy chư Phật quá khứ ngăn cấm không cho uống rượu. Nếu có thuyết nói Như Lai đã nói rượu có nhiều tội lỗi, tại sao năm giới không để nó ở phần đầu? Nghĩa ấy không đúng. Vì sao? Vì giới không uống rượu là giá trọng, không phải là tánh trọng. Như Lai trước chế ra giới tánh trọng, sau chế ra giá trọng. Này thì nam, Như Lai trước đã có nói trong tháng có trăng hay tối trăng đều có 3 ngày trai, là dựa theo ngoại đạo vì họ thường dùng những ngày ấy cúng dường các vị trời, nên Như Lai nói có 3 ngày trai. Này thì nam, như đây như dây buộc nên màn cửa không trơi, pháp 3 ngày trai cũng vậy. Chúng sanh nếu phát tâm thọ trì thế giới không bao giờ đọa vào 3 đường ác. Này thì nam, có người lúc muốn bố thí, lúc cúng dường tam bảo, lúc thì tọa thiền, lúc tu tập thiện pháp, lúc thì đọc kinh cúng dường cha mẹ, lại còn tự lập nguyện: nếu ta không làm phải tự phạt lấy. Thì người này ngày đêm phước đức tăng trưởng như dòng sông Hằng. Năm giới như vậy có năm phước báo: quả Bồ Tát, quả báo, quả thừa, quả Tào Tát, quả giải thoát. Nếu có người thọ trì đầy đủ năm giới nên biết người này được năm phước báo như vậy. Nếu có vị ưa bà tắc thường đến chùa, đến các tăng phòng và gửi các vị tỳ kheo để thưa hỏi giáo lý, chú ý lắng nghe thọ trì, ghi nhớ không quên phân biệt ý nghĩa, là còn dạy cho chúng sanh, thì người ấy được gọi là ưa bà tắc lợi mình và lợi người. Nếu ưa bà tắc không siêng học tập những lời đã nói trên, xem thường tỳ kheo, hoặc vì muốn tìm lỗi lầm mà đến nghe pháp chứ không có tính tâm cung kính phụng thờ ngoại đạo, làm theo công đức của họ, tin vào ngày tháng và các sao hạn, thì ưu bà tắc ấy không gọi là không kiên cố, không sống đúng như chánh pháp. Nếu ưu bà tắc tuy không làm năm tội ác mà dạy người khác làm thì ưu bà tắc ấy không sống đúng như chánh pháp. Nếu ưu bà tắc trước nhận tài vật của người khác hứa sẽ làm xong mà không làm xong thì ưu bà tắc ấy sống không đúng chánh pháp. Nếu ưu bà tắc đi làm người thâu thuế thương mại thì ưu bà tắc ấy sống không đúng với chánh pháp. Nếu ưu bà tắc tính giá tiền rồi mới trị bệnh, trị rồi bán tài vật của người bệnh thì ưu bà tắc ấy không sống không đúng với chánh pháp.
Nếu Ưu Bà Tắc làm không đúng với giới luật nhà nước, thì Ưu Bà Tắc ấy sống không đúng với chánh pháp. Nếu Ưu Bà Tắc tự mình không làm việc ác, không dạy người khác làm việc ác, không nhớ nghĩ việc ác, thì gọi là Ưu Bà Tắc sống không đúng với chánh pháp. Nếu Ưu Bà Tắc do nhiều do phiền não mà tạo các việc, lại không sanh tâm hổ thẹn sám hối, gọi là Ưu Bà Tắc sống không đúng với chánh pháp. Nếu Ưu Bà Tắc vì thân mạng mà tạo các tội ác, thì gọi là Ưu Bà Tắc sống không đúng chánh pháp. Nếu Ưu Bà Tắc đã được thân người mà làm việc phi pháp, thì không gọi là người. Nếu được tánh tâm luôn làm việc phước đức, tu tập chánh niệm, quán tất cả các pháp đều là vô thường, và không phải ta và không phải của ta. Đối với tất cả các pháp tâm không vướng mắc, thấy tất cả các pháp đều không được tự tại, sanh diệt khổ, không đều không vắng lặng. Thân người khó được, tuy được thân người như các căn khó đủ, thì dù đủ các căn khó được chánh kiến, dù được chánh kiến có được tánh tâm, dù được tánh tâm có được bạn tốt, dù gặp bạn tốt khó được nghe chánh pháp, dù được nghe chánh pháp pháp khó được thọ trì, thường quán được như vậy mới xứng đáng gọi là người. Nếu người quán dục giới là vô thường, cho đến cõi phi tưởng, phi tưởng xứ cũng đều vô thường, nhờ nhân duyên ấy mà không cầu sanh trong ba đường ác, cho đến phi tưởng xứ. Quán như vậy rồi mới thấy ba cõi không bền chắc, đem thân không bền chắc đổi lấy thân bền chắc, tức là ra sức lễ bái cúng dường, cung kính đưa đón từ tay bố thí, đích thân làm việc phước. Đó gọi là đem thân không kiên cố rồi lấy thân kiên cố, lấy tài vật không kiên cố rồi lấy tài vật kiên cố. Có thể thì đem đồ ăn uống tiêu dùng làm bố thí, cung cấp cho người bệnh, người ốm yếu, người đi đường. Chí tâm cúng dường cho sa môn, bà la môn, người nghèo khổ, vân vân. Đó gọi là đem của cải không bền chắc đổi lấy của cải chân thật, lấy mạng sống mỏng manh đổi lấy đời sống chân thường. Tu hành lục niệm từ bi hỷ xả chớ được bốn chân đế, sáng suốt soi xét sanh già bệnh chết, tinh sâu quả báo của nghiệp thiện ác, biết rõ ân ái sẽ có chia ly, biết tất cả chúng sanh không tự tại, biết chưa được thánh đạo thì lực sanh tử là rất mạnh, tất cả niềm vui trong đời thường đều có ẩn mầm đau khổ, dù tâm không lãnh thọ nhưng không vướng mắc, giống như tháng lạnh tìm lửa để sưởi ấm, trọn đời không làm ác. Tu nhẫn nhục và hai loại bố thí giúp cho chúng sanh quán sát kỹ khổ vui, cho tâm bình đẳng, thể nói điều gì thì dùng lời dịu dàng khéo dạy chúng sanh, dạy bảo họ sống đúng với chánh pháp, xa lìa bản ác, tâm không buông lung, uống rượu đánh bạc săn bắn vân vân đều không làm. Đó là đem mạng sống không bền chắc đổi lấy mạng sống lâu dài. Này thì nào, nếu được làm thân người lại được giàu có và tự tại, trước nên cúng dường cha mẹ, sư trưởng, hòa thượng, người lớn tuổi, người giữ gìn chánh pháp, cung cấp cho người từ xa đến hay người bắt đầu đi nhưng mà cần dùng, giúp người tàn tật, lời nói dịu dàng, thường hay hổ thẹn, không chỉ khấn tinh người có đức, hay thấy có hiền thánh giữ giới đa nhân, nên đem thực phẩm ăn uống, nhà cửa, ngoài cổ, y phục, thuốc men dâng lên cúng dường. Tin chắc chúng tăng có nhiều công đức tu tập hướng Tu Đà Hoàng để chứng đắc quả Tu Đà Hoàng, cho nên tu tập hướng A La Hán để chứng đắc quả A La Hán, tu tập Tam Muội Kim Cang, Tam Muội Điện Quang, quán như thế xong bình đẳng dân cúng bố thí như vậy được vô lượng phước. Cho nên trong kinh Lộc Tử, Như Lai bảo mẹ Lộc Tử, mặc dù thỉnh Phật và 500 A La Hán vừa không được gọi là thỉnh tăng Phất Điền. Nếu có thể ở trong tăng chúng bố thí cho vị tỳ kheo thương tội ác vẫn được công đức. Vì sao? Vì tỳ kheo như vậy tuy là người ác, không có trì giới đa nhân, không tu tập phát thiện, nhưng có thể diễn bày ba thứ bồ đề, có nhân có quả, cũng không hủy bán Phật pháp và tăng, nắm giữ ngọn cờ chánh pháp thù thắng hơn hết của Như Lai, chánh kiến không sai lầm. Nếu cúng dường tăng tức là cúng dường Phật và tăng, nếu quán công đức vi diệu của Phật pháp tức là cúng dường đầy đủ tam bảo, nếu có người lúc bố thí không còn phước báo tức là cúng dường bồ đề vô thượng, là thành tựu thí ba la mật tu đạo bồ đề, đời sau được vô lượng công đức, cũng có thể tự lợi và lợi tha, hoặc có thể tu tập từ bi vì muốn phá trừ nỗi khổ của người khác, phải từ bỏ an vui của mình, dù chưa được tâm bồ đề nhưng không u buồn ăn năn, dù nghe bồ đề lâu xa khó được mà nội tâm ban đầu vẫn không lay động,
vì chúng sanh trong nhiều đời đã có thời chịu bao nhiêu khổ não cũng không nhàm chán, thích làm như chánh pháp, không cầu cảnh vui thế tục, ưa ở nơi vắng lặng, xuất gia tu đạo. Nếu chưa được xuất gia thì còn tại gia, vẫn như người giải thoát, không làm việc ác, được ba loại giới: giới giới, giới định, giới vô lậu. Này thiện nam, Bồ Tát có hai hạng: Bồ Tát tại gia và Bồ Tát xuất gia. Bồ Tát xuất gia như pháp tu hành không cho là khó, Bồ Tát tại gia như pháp tu hành mới thật là khó. Vì sao? Vì Bồ Tát tại gia có nhiều nhân duyên sâu ác ràng buộc. Phẩm 23: Giới Ba La Mật. Thiện sanh bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát làm thế nào để hướng đến Bồ Đề, tâm được vững chắc? Phật dạy: Này thì nam, Bồ Tát muốn được vững chắc phải độ bốn pháp. Một, khi chịu nhiều khổ đau quyết không xa lìa hành nguyện đúng như pháp. Hai, được đại tự tại thường tu nhẫn nhục. Ba, thân ở nơi nghèo khổ vẫn thường ưa bố thí. Bốn, tuổi còn mạnh khỏe thường ưa xuất gia. Nếu có Bồ Tát nào đầy đủ bốn pháp như vậy thì hướng đến quả vị Bồ Đề, tâm được vững chắc. Bồ Tát đầy đủ bốn pháp như vậy lại suy nghĩ, nền tảng đầu tiên của đạo Bồ Đề là giới. Giới như vậy cũng gọi là địa thứ nhất, cũng gọi là địa đạo, cũng gọi là đạo bình, cũng gọi là đạo đẳng, là đạo từ, là đạo bi, là Phật tích, cũng là cội gốc của tất cả công đức phước điền. Do nhân duyên ấy, người trí nên thọ trì giới không được hủy phạm. Là nếu người trí nên khởi niệm giới có hai loại phước báo: cảnh vui khỏi trời và cảnh vui Bồ Đề. Người trí nên cầu quả vui Bồ Đề, không cầu quả vui cõi trời. Nếu người đã thọ giới rồi, việc không nên làm mà làm, điều không đáng nhớ nghĩ mà nhớ nghĩ, mỏi mệt ý nhát, thường ưa ngủ nghỉ, tư tưởng xấu ác, sống theo tà mạng về theo nguyện ác, ấy là làm nhơ thánh giới. Nếu đã thọ giới rồi, tâm sanh hối hận, cầu vui cõi trời, lại nhiều buông lung, không có lòng thương xót, ấy là làm nhơ thánh giới. Nếu vì sợ nghèo khổ, hoặc vì khiếp sợ, hoặc vì mất tài vật, hoặc sợ làm người giúp việc, hoặc vì thân mạng, hoặc vì lợi dưỡng, hoặc vì tâm tham ái mà thọ cấm giới cấm, đã thọ giới rồi, tâm sanh nghi ngờ, ấy là làm nhơ thánh giới. Này thiện nam, nếu người không muốn ở lâu trong sinh tử, thế rồi mọi tội lỗi, quan sát cảnh vui cõi trời người và cảnh khổ của địa ngục A Tỳ để bình đẳng không sai khác, thương xót chúng sanh, đầy đủ chánh niệm, vì muốn lợi ích cho vô lượng chúng sanh, khiến được thành đạo, vì muốn được đầy đủ đạo Bồ Đề vô thượng, vì muốn thực hành đúng như chánh pháp mà thọ trì giới, tâm không buông lung, thường xuyên quán thân khẩu ý nghiệp ở đời quá khứ hiện tại vị lai, biết tội nhẹ tội nặng, hãy làm việc gì trước thì rất chú tâm tu hành, không buông lung, việc đang làm hay đã làm cũng vậy, không được buông thả. Nếu trước không biết mà làm là phạm tội, nếu vô ý làm cũng phạm tội, nếu lúc phiền đã sinh khởi mà làm cũng bị phạm tội, nếu có ít sự buông lung cũng phạm tội. Người này thường quán tội nhẹ như tội nặng, quán rồi sinh tâm hối hận và hổ thẹn, lo sợ ô buồn, tâm không được vui, và chi tâm sám hối. Sau khi sám hối, tâm sanh vui mừng, gìn giữ cẩn thận không cho tái phạm, ấy là thanh tịnh giới. Này thì nam, người trí khi thọ giới rồi nên quán ba việc để không tạo hành ác: vì mình, vì đời, vì pháp. Thế nào là vì mình? Ta tự biết đây là việc ác, ít tạo nghiệp ác sẽ mắc quả báo, biết làm việc lành sẽ được phước báo. Nghiệp ác đã làm không có biến mất, chắc chắn chịu lấy quả báo đau khổ. Nghiệp thiện đã làm cũng không biến mất, chắc chắn hưởng lấy phước báo an vui. Nếu hai nghiệp ấy không có biến mất, ta đây thế nào mà lại dối trá? Do nhân duyên đó, ta thọ giới rồi không nên hủy phạm, mà nên chí tâm giữ gìn, ấy là vì mình. Thế nào là vì đời? Nếu người trí quán thấy mọi người ở đời có được thanh tịnh, thiên nhĩ, thiên nhãn và tha tâm không, nếu ta làm ác thì người đó sẽ thấy, nghe và biết ta. Nếu thấy, nghe và biết việc làm của ta, tại sao ta không sanh tâm hổ thẹn mà lại làm ác chứ? Là quán chư thiên đầy đủ cho lượng phước đức thần túc,
thiên nhĩ, thiên nhãn và đủ thề tâm trí có thể thấy và nghe xa, dù gần loài người mà không mà người không nhìn thấy. Nếu ta làm ác các vị trời như vậy sẽ thấy, nghe và biết. Các vị trời thấy biết rõ ràng về ta. Tại sao ta không sanh tâm hổ thẹn mà bị làm việc ác ấy gọi là vì đời? Thế nào là vì pháp? Nếu người có trí quán giáo pháp của Đức Như Lai thanh tịnh, không ô nhiễm, được lợi ích ở hiện tại, có thể làm vắng lặng phiền não, đến với giác ngộ và được giải thoát. Không chọn vì thời tiết, ta vì pháp ấy nên thọ trì giới. Nếu trước ta không thọ trì thọ giới điều nhỏ, làm sao có thể được thọ giới điều lớn? Nếu phá giới, điều nhỏ sẽ tăng trưởng và khổ trong năm điều ác. Nếu chuyên tâm giữ gìn, sẽ tăng trưởng an vui vô thượng. Từ khi ta thọ thân từ xưa đến nay, chỉ cho đắc giải thoát, thật sự là do không theo chư Phật trong quá khứ thọ trì giới cấm. Ta nay thọ giới đã cập để về sau nhất định gặp được rất nhiều chư Phật. Quán rõ vậy rồi, lòng rất tha thiết chỉ tâm thọ giới. Ta thọ giới rồi, giữ gìn vững chắc, sẽ được vào vị chánh đạn chánh giác vô thượng để làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Này thì nam, nếu người tại gia hay xuất gia thọ tâm quy tám trai giới hay năm giới, thọ đầy đủ hay không đầy đủ, thọ một ngày đêm hay một thời một niệm, thọ trọn cả đời chỉ tâm thọ trì, để nên biết người này được phước đức rất lớn. Này thì nam, nếu thọ giới rồi tu tập ba nghiệp lành, học rộng nghe nhiều bố thí, tu thiền định, tu pháp lành cũng như tam bảo, như vậy được gọi là trang nghiêm bồ đề. Nếu thọ giới rồi đọc tụng 12 bộ kinh của Đức Như Lai, ấy là kho tàng đạo pháp trên hết, siêng năng tinh tấn, muốn được đầy đủ giới ba la mật. Do như vậy đời này đã thọ, đời dù đời sau không thọ cũng thành giới bồ tát. Này thì nam, có giới mà chẳng phải ba la mật, có ba la mật mà chẳng phải giới, có giới lại vừa có ba la mật, có chẳng phải giới cấm cũng chẳng phải ba la mật, có giới mà chẳng phải ba la mật nghĩa là giới của thanh văn duyên giác, có ba la mật mà chẳng phải giới tức là bố thí ba la mật, có giới lại vừa có ba la mật. Như thuở xưa khi Bồ Tát thọ thân Cù Đà, bị các trùng thú, các loài kiến ăn mà thân không lay động, không sanh tâm ác. Cũng như thiên nhân vì chúng sanh nên suốt đời, suốt 12 năm chim sẻ làm tổ trên đầu mà không đứng dậy, cũng không cử động. Chẳng phải giới, chẳng phải ba la mật như việc bố thí của thế gian. Đại thiện nam, bậc đại Bồ Tát lúc ăn trụ vào giới ba la mật, chịu mọi khổ cực, ai mà nói cho hết. Nếu chỉ thọ mỗi giới nhỏ là ít muốn biết cho đủ, thì không thể thương xót chúng sanh đau khổ, nên biết người này không thể đầy đủ giới ba la mật. Nếu tu nhẫn nhục ta muội trí tuệ, siêng năng tinh tấn, thích học rộng nghe nhiều, nên biết người này có thể tăng trưởng giới ba la mật, trang nghiêm bồ đề, chứng đắc quả vị bồ đề. Giống như thế mới làm cho vô lượng chúng sanh được vô lượng phước báo. Vô lượng giới cấm như vậy sẽ làm nhân duyên trang nghiêm bồ đề. Này thì nên bậc đại bồ tát đã thọ giới rồi, miệng không nói ác, tai cũng không thích nghe chuyện ác, không thích nói chuyện ngoài trời, và tai không thích nghe chuyện ngoài đời, quyết không phóng tâm theo tư tưởng và ác, không tư tưởng ác và không gần bằng ác. Vì thế được gọi là tịnh giới vắng lặng. Bồ tát cho thấy người nào phá giới không nên sinh tâm ác, mà phải tìm nhiều phương tiện khôn khéo để điều phục. Nếu không điều phục được, nên sinh tâm thương xót, không vì thân mạng phá giới, xả giới. Trong việc ăn uống trước nên hổ thẹn và không buông lung, để trị thân mạng như thế như ghẻ lở. Nếu vào làng xóm xem như đi vào rừng đao gai nhọn, có giúp các căn tu tập chánh niệm, quan sát việc gì nên làm, việc gì không nên làm, không khởi tâm phóng túng. Nếu thấy người làm phước cũng cho là nguyên nhân nơi ta, nếu thấy người làm tội lỗi cũng cho là nguyên nhân nơi ta.
Do vậy lúc ta được cúng dường nhiều, không khởi tâm vui mừng. Lúc bị khổ đau không nên buồn giận. Cúng được cúng dường ít nên suy nghĩ. Ta nay tính tâm, trì giới, bố thí, đa văn, trí tuệ, sống như chánh pháp còn yếu kém quá, nên chỉ được cúng dường rất ít như vậy. Vì thế không nên buồn khổ. Ta phải vì hai việc mà nhận sự bố thí của người khác. Một, làm người ta tăng trưởng phước đức. Hai, vì muốn tăng trưởng nghiệp lành cho mình. Cho nên nếu được ít phẩm vật hay phẩm vật xấu, không nên ô buồn. Phẩm vật rất lâu mới được, hay bị chậm trễ mới được. Bây giờ tự trách thân mình chính cho tội lỗi đời trước của ta, chứ không phải tội lỗi của chúng sanh. Ta nay không nên buồn. Nếu thọ giới rồi, vì người khác làm tội lỗi cũng nên nói. Việc làm như vậy chẳng phải là đạo. Vì trong 12 bộ kinh không nói làm các ác là vì đạo Bồ Đề. Vì thế ta đây được phước báo hỗn tạp. Nếu quan sát được thâm sâu như vậy nên biết phải có đầy đủ giới ba la mật. Này thì nào, nếu có người thâu giữ được các căn bốn oai nghi và không làm ác, có thể chịu được mọi sự khổ cực, không làm tà mạng, nên biết người này đầy đủ giới ba la mật. Đối với giới dù trọng hay nhẹ đều phải lo sợ. Khi gặp phải chuyện ác quyết không phạm giới dù rất nhỏ, không để phiền não làm tâm mình nhơ, tu tập nhẫn nhục, nên biết người này đầy đủ giới ba la mật. Xa lìa bản ác khiến cho chúng sanh đánh xe tà kiến xấu ác, biết ơn báo ân, nên biết người này đầy đủ giới ba la mật. Nếu vì việc lành không tham thân bạn, tạm gác việc mình để thành tựu việc người khác, thấy người khác mắng chửi không sanh tâm ác, nên biết người này đầy đủ giới ba la mật. Nếu thấy Đức Như Lai có chỗ mở bày, cứ như cũ mà thọ trì, cứu hộ mạng sống chúng sanh, không tham tiếc tài sản, cho đến lúc mạng chung cũng không phạm một giới nhỏ, dù được tài vật là bảo báu quý giá, tâm cũng không tham lam, không vì sự báo ân, đem pháp thiện đi đến cho người. Vì thương xót chúng sanh nên thọ trì giới cấm. Đã thọ giới rồi, phát nguyện rộng lớn, nguyện cho chúng sanh được giới thanh tịnh, nên biết người này đã đầy đủ giới ba la mật. Này thì nên Bồ Tát có hai hạng, Bồ Tát tại gia và Bồ Tát xuất gia. Bồ Tát xuất gia đầy đủ giới ba la mật không có. Bồ Tát tại gia đầy đủ giới ba la mật mới thật là có. Vì sao? Vì Bồ Tát tại gia có nhiều nhân duyên sau ác ràng buộc. Phẩm 24 nghiệp quả phần 1. Thiện sanh bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, chư Phật Như Lai lúc chưa xuất thế, các vị Bồ Tát lấy gì làm giới? Phật dạy này thì nam, lúc Phật chưa xuất thế, ấy chưa có giới tam bi, chỉ có người trí cầu đạo Bồ Đề, tu 10 pháp lành, 10 pháp lành ấy. Ngoài Phật ra không ai có thể diễn giải hết được. Chư Phật quá khứ đã nói ra và lưu truyền đến ngày hôm nay. Người trí thọ trì không bị tổn thất. Này thì nam, chúng sanh không có khả năng thọ trì tu tập 10 pháp lành được, đều là do quá khứ đã không gần gũi học hỏi công thờ các Đức Phật. Này thì nam, tất cả chúng sanh đều có tâm tạp loạn, do nhân duyên có tâm tạp loạn nên có phiền não lẫn lộn. Phiền não lẫn lộn nên nghiệp tạo ra cũng xen tạp, do tạo nghiệp xen tạp nên thọ sanh các cõi lẫn lộn. Vì nhân duyên các cõi lẫn lộn cho nên thọ thân cũng sai khác. Này thì nam, tất cả chúng sanh thọ thân khác nhau, lại thấy hình sắc xen tạp, do thấy các hình sắc xen tạp mà suy nghĩ điều ác. Những suy nghĩ ác này gọi là vô minh. Vì nhân duyên vô minh sinh tâm sanh ra sự mong cầu gọi là ái, do ái mới tạo tác gọi là nghiệp, do nhân duyên của nghiệp mà chịu quả báo. Người có trí phải biết phá trừ phiền não, do bên trong có phiền não, bên ngoài có các duyên ràng buộc, nên phải tu tập 10 pháp lành rồi mới có thể giải thoát được. Vì thế Đức Như Lai mới chứng đắc chánh đẳng chánh giác vô thượng, liền thuyết giảng rộng khắp về 12 pháp lành. Như 10 pháp lành mà thế gian có việc lành, được việc ác, bạn lành bạn ác cho đến giải thoát. Do mà chúng sanh nơi chí tâm phân biệt hiểu rõ đạo 10 pháp lành. Vì như phải có gió, mây để duy trì nước, từ cung điện Atola, trái đất, núi rừng, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục, tứ thiên vương, cho đến cõi trời tha hóa tự tại,
đều nhờ nhập thập thiện nghiệp đạo của chúng sanh. Địa Luân Thánh Vương có bốn loại xe vàng bạc đồng tiết, bảy chúng thọ cầu giới mong tâm bồ đề, cũng gần nhân duyên mười nghiệp đạo thiện. Nhờ nhân duyên mười nghiệp đạo thiện mà tất cả chúng sanh, sự vật trong ngoài, sắc lực và thân mạng đều có tăng có giảm. Cho nên người trí phải nên tu tập đầy đủ mười nghiệp thiện đạo thiện. Nơi chúng sanh trong khi còn trẻ hay già, qua xuân hạ thu đông, việc sinh khởi phiền não mà mỗi đều khác nhau. Tiểu, trung, đại kiếp sinh khởi phiền não cũng như vậy. Chúng sanh lúc mới tu tập mười nghiệp đạo thiện, thọ mạng được đầy đủ vô lượng sắc hương vị, nhưng vì tham sân si mà tất cả đều mất. Vì nhân duyên của mười nghiệp đạo ác đạo mà thời tiết năm tháng mặt trăng mặt trời sao đất nước gió lửa đều biến đổi. Nếu người nào quán được như vậy nên biết người ấy có khả năng được giải thoát. Chúng sanh do nhân duyên khổ mà khởi tánh tâm đã được tính tâm rồi, soi xét thiện ác, quá như vậy rồi tu mười pháp lành, vì ý phải hành khắp mười cõi nên gọi là mười đạo. Nơi thân có ba, sát đạo dâm, nơi miệng có bốn, nói lời hung dữ, nói dối, nói hai lưỡi, nói lời không có ý nghĩa. Nơi ý có ba, ganh ghét, sân, giận dữ, nhận biết sai lầm, đó là mười ác nghiệp. Đó là quả gốc của tất cả tội lỗi. Vì chúng sanh thường khác cõi, khác địa phương, khác sự sinh sống, khác màu sắc, khác thọ mạng, nên nhân duyên ấy gọi là vô lượng. Chứ không chỉ có mười. Mười việc như vậy có ba gọi là nghiệp, không gọi là đạo. Nơi thân khẩu ý có bảy, vừa gọi là nghiệp cũng vừa gọi là đạo, cho nên gọi chung là mười. Mười nghiệp đạo ấy tự mình làm, người khác làm, mình và người cùng làm, tùy theo sự tạo nghiệp mà được hai quả báo lành hay ác, cũng là nhân duyên lành hay ác của chúng sanh. Vì thế người trí không nên tưởng nhớ muốn gì cố ý làm. Nếu người bị các phiền não về cách xử tự do sai khiến, tất biết người ấy thực hành mười nghiệp đạo ác. Nếu có người phá trừ phiền não và các kiết sự không cho chúng sinh, cho chúng tự do sai khiến, nên biết người ấy thực hành mười nghiệp đạo lành. Nếu người vừa chuẩn bị làm ác hoặc trước khi làm ác mà không có suy nghĩ, hay khi bất ngờ làm không có lưu ý, thì người ấy không mắc nghiệp tội báo, chỉ phạm lỗi. Do vậy người trở nên siêng năng tu tập mười nghiệp đạo lành để chứng đắc tứ thánh đế cũng là như vậy. Hiện làm việc ác, nếu lỡ mất kỳ hạn cũng không bị tội. Do vậy người trở nên tu tập mười pháp lành. Nhân mười pháp lành ấy, chúng sanh tu tập để được tăng trưởng tuổi thọ và tài vật trong ngoài. Phiền não là nhân duyên cho mười nghiệp ác tăng trưởng, không có phiền não làm nhân duyên nên mười nghiệp thiện sẽ tăng trưởng. Thiện nam trong mười nghiệp đạo, mỗi mỗi nghiệp đều có ba căn bản phương tiện hoàn thành. Căn bản là có ý niệm về người khác, là ý niệm về chúng sanh, hoặc tâm nghi ngờ vì giết chết mạng sống, hoặc tự thân hành động hay bị sai bảo người giết, đó là căn bản. Tìm dao mài bén, dùng thuốc độc đem dây trói, đó là phương tiện. Sau khi thực hiện rồi, tay cầm cân đo lường, hoặc tự mình chiếm giữ, hoặc cho người khác chiếm giữ được tài vật thì tùy ý đem cho, vui mừng tỏa hưởng và biết hổ thẹn, tâm không hối hận, tự khen mình, sau lòng kiêu mạn, đó là nghiệp đã thành. Tài vật của người khác phải có ý niệm của người khác. Nếu tự mình đến lấy hoặc bảo người khác lấy, hoặc tâm nghĩ cách chuyển đi nơi khác, đó là căn bản. Nếu tìm cách phá tường vách, thăm dò tính toán, bắt thang leo tường và nhà tìm kiếm, cho đến tay chạm vào tài vật, ấy gọi là phương tiện. Nếu được tài vật rồi tán phát, tìm cách ẩn kín rồi tùy ý đem cho, tiêu dùng, bán buôn, đổi chác, vui mừng hớn, hưởng thọ, không biết hổ thẹn, tâm không hối hận, tự khen mình, sinh lòng kiêu mạn, đó là nghiệp đã thành. Nếu người phụ nữ kia đã thuộc người khác, cũng có ý niệm là của người khác, mà tâm lại nghĩ đến việc không phạm hạnh, đó là căn bản. Nếu
Bảo người đến hoặc tự mình lấy hộp cho vật làm tin, họ đã xúc phạm, hoặc nói lời dịu ngọt êm tai, đó là phương tiện. Hoặc sự quan hệ đã xong, đem cho chủ ngọc, cô ngồi ăn uống, vui mừng thọ hưởng, không biết hổ thẹn, tâm không hối hận, tự khen mình, sao lòng kiêu mạn, đó là nghiệp đã thành. Nếu ở giữa đại chúng không đúng với mắt thấy, tai nghe, hoặc trong ba thời, hay trong thời gian, lời nói từ không đúng sự thật, đó là căn bản. Nếu trước khi nói sắp đặt có căn cứ để dễ tin hoặc nhận, lời này là người này đã nói với người khác, đó là phương tiện, nó đã hoàn thành. Thì nhận tài vật tùy đem cho, vui mừng thọ hưởng, không biết hổ thẹn, không biết hối hận, lại tự khen mình, bởi sanh kiến bạn, đó là nghiệp đã thành. Trong lời nói dối có xen lẫn lời nói lời hai lưỡi, để phá sự hòa hợp, đó là căn bản. Nếu nói tội người khác thì bằng chuyện tốt xấu cùng nhau nói, hòa hợp là điều không hay, chia rẽ được nhiều việc tốt, đó là phương tiện. Đã hòa hợp làm cho chia rẽ, nhận tài vật của người khác tùy đem cho, chứ mừng thọ hưởng, không biết hổ thẹn, không biết hối hận, là tự khen mình, sẽ làm kiêu mạn, đó là nghiệp đã thành. Nếu đổi sắc mặt dùng lời tội ác mắng chửi, đó là căn bản. Hoặc nghe tội người khác trau chuốt thêm bớt, để đến người này nói xấu chuyện người kia, đó là phương tiện. Hoặc khi chửi mắng rồi trở về nhận tài vật của người thuê, tùy đem cho, vui mừng thọ hưởng, không biết hổ thẹn, không biết hối hận, là tự khen mình, sao lòng kiêu mạn, đó là nghiệp đã thành. Nếu nói chuyện dâm dục không đúng lúc, đó là căn bản. Hoặc ca hát sướng tụng những bài vở không có ý nghĩa, tùy theo sở thích của người, làm ra hàng trăm bài văn kêu gọi, đó là phương tiện. Hoặc dạy người khác làm việc phi pháp và nhận tài vật của người, tùy đem cho, vui mừng thọ hưởng, không biết hổ thẹn, không biết hối hận, lại tự khen mình, sẽ lòng kiêu mạn, đó là nghiệp đã thành. Đối với tài vật của người khác sanh tâm ham muốn chiếm đoạt, đó là căn bản. Phát khởi ý tưởng không tốt, đó là phương tiện. Được tài vật rồi tùy đem cho, vui mừng thọ hưởng, lại đi đến nói với người khác việc mình đã làm, không biết hổ thẹn, không biết hối hận, tự khen chính mình, sanh lòng kiêu mạn, đó là nghiệp đã thành. Hoặc đánh mắng người, đó là căn bản. Nếu lấy gậy đá tra khảo tội của người, đó là phương tiện. Đến xong vui mừng, nhờ tài vật của người tùy đem cho, vui mừng thọ hưởng, không biết hổ thẹn, không biết hối hận, là tự khen mình, sao lòng kiêu mạn, đó là nghiệp đã thành. Hoặc chê bai nghiệp nhân quả, giáo lý chân thật và các bậc thánh hiền, đó là căn bản. Đọc tụng ghi chép tin tưởng lãnh thọ kinh sách tà kiến, ca ngợi khen hay, đó là phương tiện. Sau khi lãnh thọ rồi đến người khác phân tích diễn giải, tạo thêm sự tà kiến, nhận tài vật của đám tà kiến, tùy thêm cho, không biết hổ thẹn, không biết hối hận, lại tự khen mình, sau lòng kiêu mạn, đó là việc đã thành. Hoặc là có người đối với 10 nghiệp đạo, trong một lúc làm 2 việc nói dối, nói 2 lời, trong một lúc làm 3 việc nói dối, nói 2 lời, nói lời tội ác. Hoặc lại có 3 việc nói tà kiến, nói lời tội ác, nói dối. Những lời nói như vậy là không có ý nghĩa. Tất cả cộng lại thì miệng có 4 nghiệp, sân hận và tham lam không khởi lên trong một lần, còn 8 điều khác có thể khởi lên trong một lúc. Thế nào là trong một lúc? Đó là xấu xứ, cùng có sự sai khiến. Nếu tự mình làm thì có 2 việc dâm vợ người khác, nói đó là không có nghiệp quả. Trước hứa hẹn sau một thời gian thành nghiệp quả. Đối với 10 ác nghiệp, hoặc chỉ có hành vi biểu lộ mà không có công đức đắc lực trong tâm, hoặc có hành vi biểu lộ và có công đức đắc lực trong, nếu không phương tiện mà thành nghiệp, chỉ có hành vi biểu lộ mà không có công đáng đắc lực bên trong. Nếu có chuẩn bị và đã thành nghiệp, thì có hành vi biểu lộ mà lại có công đức đắc lực trong tâm. Cho nên 10 nghiệp đạo có nặng có nhẹ. Nó giết cha mẹ và duy giác, hoặc ăn trộm vật tam bảo, hoặc đối với cha mẹ để ni cô đắc quả A-la-hán mà làm những việc chẳng phạm hạnh, hoặc nói dối tìm cách phá hoại tăng chúng, thì đó là nặng.
Này thì nam, mười nghiệp đạo đều có ba loại: từ tham mà sinh khởi, từ sân hận mà sinh khởi, từ ngu si mà sinh khởi. Nếu vì tham lợi mà giết hại sinh mạng, đó gọi là do tham mà sinh khởi. Nếu vì kẻ thù mà giết gọi là giận dữ mà sinh khởi. Nếu giết cha mẹ gọi là do ngu si sinh khởi. Trộm tà vật của người khác cũng có ba loại: vì mình, vì vợ con, vì quyến thuộc, tài sản. Tham tài sản của người khác mà đến cướp đoạt gọi là do tham mà sinh khởi. Trộm tài vật của kẻ thù gọi là do giận dữ mà sinh khởi. Cướp đoạt của kẻ hèn hạ gọi là do si mê mà sinh khởi. Tà dâm cũng có ba loại: một, nếu tự mình thích dâm gọi là do tham mà sinh khởi; hai, do với quyến thuộc của kẻ thù gọi là do giận hờn mà sinh khởi; ba, đối với chỗ trực hệ mà hành dâm gọi là do ngu si mà sinh khởi. Nói giới cũng có ba loại: một, nếu vì tài lợi tự hưởng vui sướng gọi là do tham mà sinh khởi; hai, vì muốn phá hoại kẻ thù gọi là do giận dữ mà sinh khởi; ba, nếu sợ kẻ thù chết gọi là do ngu si mà sinh khởi. Nói hai lời cũng có ba loại: một, vì được tài lợi gọi là do tham mà sinh khởi; hai, vì muốn phá oán thù gọi là do giận dữ mà sinh khởi. Phá hoại sự hòa hợp của kẻ tà kiến gọi là do ngu si mà sinh khởi. Nói lời thô ác cũng có ba loại: một, vì tà lợi mắng chửi vợ con gọi là do tham mà sinh khởi; hai, đến chỗ kẻ thù nói lời hung ác gọi là do sân hận mà sinh khởi; ba, nói tội lỗi tổ tiên của người khác gọi là ngu si mà sinh khởi. Nói lời không ý nghĩa cũng có ba loại: một, vì tiệc tùng vui mừng ca hát âm điệu du dương gọi là từ tham mà sinh khởi; hai, vì muốn hơn người khác nên ca hát du dương, đó gọi là do giận dữ mà sinh khởi; ba, vì muốn tăng thêm sự giận nhận thức sai lầm mà ca hát du dương, đó gọi là do ngu si mà sinh khởi. Từ tham mà sinh khởi gọi là ganh ghét. Từ giận dữ mà sinh khởi gọi là hung dữ. Từ ngu si mà sinh khởi gọi là tà kiến. Đã tu 10 nghiệp thiện rồi thì trong mỗi nghiệp đều có ba sự giải thoát. Trong 10 nghiệp ác chắc chắn sẽ bị quả báo địa ngục. Hoặc có người đòi làm ngạ quỷ, hoặc có người đòi làm súc sanh. Còn những quả báo khác có thể làm người, nhưng mạng sống rất ngắn, nghèo, khổ, giờ không tin tiếc. Có nói điều gì mọi người không tin, không có người thân cận. Tưởng bài cha bài, không nghe lời tốt đẹp, làm cho ngoại vật đất nước gió lửa suy giảm. Không có chân thật, gió bão mưa nhiều, tan rã hư hoại, đất đai gò đống, không có bảy vật quý. Có nhiều cát đá, trong gai ghê gớm, thời tiết biến chuyển không có nhất định, hoa quả thiếu kém, mùi vị không ngon. Muốn diệt trừ những điều xấu ấy, phải nên chí tâm tu 10 nghiệp lành. 10 nghiệp lành ấy, trong ba châu trên cõi dưới có đủ. Hoặc có giới thâu gồm, hoặc không có giới thâu gồm. Ở chỗ Bắc Cô Lô chỉ có 4 điều. Ở địa ngục có 5, ở ngạ quỷ, súc sanh và cõi trời có 10, chẳng thuộc về giới. Dục giới và 6 cõi trời không có phương tiện, chỉ có căn bản và nghiệp đã thành. Hễ là nghiệp đạo, chỉ trong một niệm đã thành nghiệp quả. Như người giết và người bị giết cùng chết một lần thì không bắt quả báo. Về căn bản, nên tính toán sắp đặt những việc như cuối cùng không thành thì chỉ mắc quả báo về phương tiện, chứ không mắc quả báo về căn bản. Sau khi tính xong liền giết người thì mắc tội căn bản. Nếu như người ấy giết xong không tâm ưu lưu, không lưu tâm đến, thì nghiệp đã thành không phải là không có tội. Nếu người giết hại chỉ trong một niệm liền chết, còn người bị giết niệm sau mới chết, thì người giết không bắt tội căn bản. Nếu sai người giết, người được sai mắc tội tạo tác.
còn người sai bảo giết mắc tội vô tội. Nếu dùng lời nói thô ác ra sắc lệnh, còn mắc tội tạo tác và tội vô tác, nếu sau khi giết rồi người có khởi tâm lương thiện và yêu ký, còn mắc tội tạo tác và mắc tội vô tác. Nếu có thuyết nói quá khứ đã qua vì là chưa đến, hiện tại thì không trụ, thế nào gọi là giết? Một niệm không giết hại, hạt bụi không bị hư hoại, hoặc một sinh mạng không giết thì nhiều cũng không thể giết, thế nào gọi là giết? Nghĩa ấy không đúng vì sao? Vì mặc dù ở hiện tại một niệm không giết, nhưng có thể ngăn được ở vị lai để không sanh khởi, cho nên gọi là giết. Do nghĩa đó, không thể vì chỉ thấy một chỗ không giết mà nói tất cả các nơi đều không giết. Chỉ có người đâm cánh tay tức thì mạng chung, và có người chặt chân mà vẫn sống, còn cái đầu thì không như vậy, đâm hay chặt đều chết cả. Có người làm rồi bị nhiều tội lớn, đó là nghiệp đạo. Ba nghiệp của ý do chính mình làm thành, còn bảy nghiệp của thân và miệng do ta làm và người khác làm thì mới thành. Nếu không tạo tác thì cũng không vô tác. Và có thuyết nói ba nghiệp của thân có tác và vô tác, còn nghiệp của miệng không phải như vậy. Nghe ấy không đúng vì sao? Vì miệng có tác và không vô tác. Miệng bảo người khác giết rồi chỉ lẽ không có mắc tội, cho nên nghiệp của miệng cũng có cả hai, tác và vô tác. Tâm thì không như vậy, vì nhân thánh không mắc tội, do duyên gì mà gọi là tác và vô tác? Vì nghiệp ấy đọa trong ba đường ác. Nếu sinh trong loài người mà sống rất ngắn, sau càng tiếp xúc sáu trần thường chịu khổ não, quả báo như thừa dư thừa thì tương tự, còn có còn quả báo đúng căn bản thì hoặc có tương tự hoặc không tương tự. Khi thọ quả báo ở địa ngục hoặc địa ngục khác thần, ngạ quỷ, súc sanh hay trong loài người thì ở ba xứ chịu quả báo thừa. Nếu có chú ý tính toán để giết hại một người trong 7 giờ xong thì có tới hai người giết chết, nên biết chỉ căn cứ nơi người mà người giết chú ý muốn giết thì mất hai tội tác và vô tác. Nếu có thuyết nói sắc là vô ký, mạng sống cũng vô ký, vô ký như vậy tại sao giết rồi bị mắc tội sắc sanh? Nghĩa đó không đúng vì sao? Vì thân mạng như vậy là cái cụ để trước tâm niệm thiện ác. Nếu phá khí cụ này, tức ngăn ngừa căn thiện ác ở đời sau, do vậy mắc tội. Nếu vua bảo giết kẻ cận thần cho là phải, thì vua và cận thần tội không sai khác. Đi săn bắn cũng thế. Nếu có người gần chết, mạng sống thoi thóp chỉ trong chốc lát, mà lấy dao giết chết cũng mắc tội sát sinh. Nếu đã chết rồi, dùng dao đâm chém không mắc tội sát sanh. Nếu vì khuôn phép ý muốn đánh để dạy mới giơ tay lên, kẻ kia đã chết thì không mắc tội. Nếu dùng thuốc độc đem cho người có thai uống, nếu thai bị hư, người ấy mắc tội tác và vô tác. Nếu tự mình chết thì không mắc tội sát sanh. Vì sao? Vì không có ý tưởng người khác, không có tâm giận dữ, không có nhân duyên mình và người khác. Và có thuyết nói nếu tâm trụ nơi thiện ác hay vô ký thì đều mắc tội sát sanh, cũng như lửa và thuốc độc. Dù tâm thiện ác hoặc vô ký, nếu người chạm vào hay uống nhầm đều chết cả. Nghĩa ấy không đúng vì sao? Vì có người trong thế gian cầm lửa mà không cháy, uống thuốc độc mà không chết, giết mà không có tâm ác cũng như vậy, không mắc tội sát sanh. Như các y sĩ hoặc có thuyết nói ông tiên bà tẩu độc chúa giết người, giết dê để cúng tế trời, không mắc tội sát sanh. Nghĩa này không đúng. Vì sao? Vì các đức mạng sống của kẻ khác là nhân duyên ngu si. Nếu thấy người chết mà tâm sanh vui mừng thì nên biết người này mắc tội đã thành. Thấy người khác giết rồi sinh tâm vui mừng đem tài vật ra thưởng, tội ấy cũng như vậy. Nếu sai bảo người khác giết, người được sai đi giết
đến nơi dùng một hình phạt độc ác mà giết. Thì người sai bảo chỉ mắc tội ác, còn người được sai đi giết mất cả hai tội tác và vô tác. Nếu tâm ác sinh khởi cướp đoạt tài vật của người khác thì người này cũng mất tội tác và vô tác. Hoặc thừa lúc tính toán mà lấy, hoặc thừa lúc người ta gửi mà lấy, hoặc thừa cơ hội buôn bán mà lấy, đều bị mắc tội trộm cướp. Nếu tụi mình không lấy, không tham, không tiêu dùng, nhưng là dạy người khác lấy, thì người này cũng mắc tội tác và vô tác. Nếu muốn trộm vàng mà lấy được bạc, đem ra ngoài phát giác, đem vào trả lại, thì người này không mắc tội trộm cắp. Nếu muốn ăn trộm vàng, lấy được vàng, rồi liền suy nghĩ mọi vật đều vô thường, sanh tâm hối hận, muốn đem trả lại nhưng không dám, bèn là phương tiện để trả lại chỗ cũ. Dù có lấy đi chỗ khác nhưng không mắc tội trộm cắp. Tài vật của chủ và của tôi tớ đồng ý để chung. Sau vì lòng tham lấy tài vật của chủ, lấy rồi liền sanh nghi, tìm cách chôn giấu. Hoặc là suy nghĩ vật này là của chung, chủ đem đi chỗ khác, không mắc tội trộm cắp. Nếu đi trên đường bị gia cướp đoạt, khi bị xóm làng, bị tôn trưởng hỏi, người mất vật gì ta sẽ bồi thường lại cho. Nếu nói nhiều hơn vật mình để mất, để lấy vật bồi thường thì mắc tội trộm cắp. Nếu có người phát tâm bố thí cho người khác hai áo, người nhận giùm lấy một cái, nói đau đầu dù đến hai cái, rồi đem về cất thì mắc tội trộm cắp. Nếu có người phát tâm muốn đem nhà cửa, ngoại cụ, thuốc men và cần dùng cúng dường cho một tỳ kheo, sau đó nghe có một vị đại đức ở nơi khác đến, rồi giữ lại để cúng dường cho vị đại đức mới đến, thì người ấy mắc tội trộm cắp. Nếu tài vật của một vị tỳ kheo đã chết, thì ai mắc tội? Nếu bạch yết ma rồi, thì căn cứ nơi chúng tăng là yết ma mà cử tội, mà mắc tội. Nếu chưa là yết ma thì căn cứ vào chúng tăng mười phương mà mắc tội. Nếu lúc mạng chung, căn cứ vào người nào mà trước khi chết đã ước cho, nhân đó mà mắc tội. Nếu ăn trộm tài vật của Phật, từ nơi người giữ tháp mà và nơi nhà vua thì mắc tội. Nếu những vật bị nước trôi như lúa gạo, dưa quả, y phục và những vật riêng tư khác có người lùm được thì không mắc tội. Hoặc không đúng thời, không đúng chỗ, không phải xứ nữ, không phải nữ xứ là vợ của người khác mà cho là thuốc gia bình, đó là tà dâm. Chỉ có ba châu có tội tà dâm, riêng châu Bắc Cô Lô không có. Giới súc sanh hay với người phá thai, phá hoại, người thuộc hàng tăng chúng, hoặc người bị cầm tù, hoặc người trốn chết mà vợ của thầy, hoặc người xuất gia, gần gũi những người như vậy gọi là tà dâm. Người xuất gia không có sự lệ thuộc thì từ nơi người nào mắc mắc tội, tùy nơi những người thân thuộc hay nhà vua mà mắc tội, tùy thời xấu ác loạn lạc mà người tàn bạo cầm quyền, đó là thời khủng khiếp họ đã lệnh vợ người hầu xuống tóc quốc gia rồi trở lại gần gũi, vậy là mắc tội tại dâm. Nếu đụng đến ở ba chỗ của người nữ thì mắc tội tại dâm. Hoặc mình người ở bên đường, bên tháp, bên miếu hay bên chùa đại hội mà làm chuyện dâm dục bị mắc tội tại dâm. Nếu vì cha mẹ anh em nhà vua mà bảo vệ, hoặc trước cùng người hẹn hò, hoặc trước đã hứa với người ta, hoặc trước đã chọn tài vật, hoặc trước được mời mà có hành động chẳng phạm hành thì không sao. Tượng gỗ, tượng đất, tượng vẽ hay thay chết mà hành dâm bên những vật ấy thì mắc tội tại dâm. Nếu người đã thuộc về chính mình mà tưởng của người khác, đã thuộc của người khác mà tưởng của mình cũng gọi là tà dâm. Như vậy, tà dâm cũng có tội nặng nhẹ, từ nơi phiền não sâu nặng thì mắc tội nặng. Từ nơi phiền não nhẹ, tức mắc tội nhẹ. Nếu tâm có nghi ngờ hay không nghi ngờ,
Họ có thấy nghe, hiểu biết. Họ có hỏi hay không hỏi. Và nói khác giữa lời, nói gốc. Đó là lời nói dối. Hoặc nói khác giữa những điều đã thấy nghe, hiểu biết. Cũng là nói dối. Nhưng không gọi là đầy đủ. Nếu phá tướng mà nói, không có che giấu tướng. Mà nói đó không phải là nói dối. Để nói âm thanh lạ, làm cho người nghe không hiểu cũng gọi là nói dối, chứ không gọi là đầy đủ. Nếu bị giận dữ hoặc nói tiếng to không rõ ràng, hoặc những điều mình nói cho người nghe không hiểu cũng là nói dối, nhưng không gọi là đầy đủ. Nói hai lời hay nói thô ác, có hại hay không hại cho người trước mặt mà hãy nói rồi thì đều mắc tội. Nói lời không có ý nghĩa cũng đều như vậy. Bảy việc như vậy cũng là đạo, cũng là nghiệp. Chỉ trừ ba việc là nghiệp mà không phải đạo. Tại sao? Vì tự mình không làm, ngăn ngừa mình và người khỏi mắc tội lớn. Và có thiết nói tất cả bụi trần, tuân thủ an trú, và cũng mỗi niệm hòa diệt rồi thì không còn trụ. Nếu như không có trụ, thì làm gì có tác, huống gì có vô tác. Nghĩa này không đúng. Vì sao? Diệt pháp của thế gian có nhân có quả, không nhân không quả, ví như đối diện với mặt nước, với tấm kính tức có ảnh tượng xuất hiện. Lìa mặt nước, tấm kính không có ảnh, không có ảnh tượng. Tác cũng như vậy, từ thân có tác, do pháp tác tức sinh ra vô tác. Như mặt nước, tấm kính có ảnh tượng xuất hiện. Ví như có người khởi tâm xấu ác, tức thời hiện lên sắc mặt xấu ác. Khởi tâm tốt, tức thời hiện lên sắc mặt xinh đẹp. Tác và vô tác cũng đều như vậy. Hoặc do nghiệp lành mà được sắc đẹp hiền hòa, hoặc do nghiệp ác mà bị sắc mặt xấu ác hung dữ. Tác và vô tác cũng đều như vậy. Nếu cho mỗi niệm luôn hoại diệt, không có tác và vô tác, như trước đã nói, thì ví như ngọn đèn và dòng sông vân vân, tuy mỗi niệm diệt, lấy hai đề lý về mà nói tác thì vô tác. Hạt bụi tuy tuần tự không ăn trú, lại cũng không phá pháp thế đế. Chính do các hạt bụi tối lớp mà được tên gọi cha mẹ A-la-hán ai cô ấy giết thì mắc tội vô lượng. Năm ấm, 18 giới, 12 nhập của cha mẹ A-la-hán và các người khác đều không khác nhau. Sở dĩ mắc tội nặng, vì đó là phước điền và báo ân điền. Như nói hai chữ thì không nói cùng một lúc. Và tất nhiên, hai chữ ở đây, quyết cũng không có nghĩa hòa hợp, và không thể nói được. Mặc dù mỗi niệm tiêu diệt cũng gọi là nói dối, không phá trừ đạo thế gian, cũng như tên bắn. Dù mỗi niệm diệt nhờ thế lực bụi trần, thì nghiệp thân thể tác động, mà mũi tên đến nơi hay không đến nơi, tác và vô tác cũng đều diễn lại như vậy. Như xoay vòng tròn lửa, tuy niệm niệm đều diệt, nhưng nơi sức của bị tròn đối với thân nghiệp mà lửa vẫn quay tròn. Khi mới phát sinh tâm khác, lúc chuẩn bị tâm khác, lúc làm tâm khác, lúc nói tâm khác, nhờ các duyên hòa hợp mà gọi là tác. Do nhân duyên tác mà sanh vô tác, như oai nghi khác, tâm cũng khác, không thể hòa diệt được, nên gọi là vô tác. Từ nơi pháp tác đó mà được vô tác. Được rồi thì tâm dù duyên vào thiện, vào ác hay vô ký, nhưng những việc đã làm đều không mất, nên gọi là vô tác. Nếu thân làm thiện, miệng nói không thiện, thì nên biết người này được quả sen tạm. Nếu thân làm thiện, có tác thì vô tác, miệng nói ác, giữa có tác không có vô tác, thì nên biết người này chỉ được quả lành, không mắc quả báo xấu. Do vậy trong kinh có nói bảy loại nghiệp có tác và vô tác. Ví như người bệnh nặng phải dùng nhiều loại thuốc hòa hợp lại để điều trị, nếu chỉ một loại không thể điều trị được. Vì bệnh quá nặng, tất cả chúng sanh cũng đều như vậy, có đủ các điều không ác, nên phải dùng nhiều giới, sau đó mới chế ngự được. Nếu chỉ một giới không thể chuyển hóa được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.